Một Phẩm Bồ Đề, bài 1 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Tế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Neranchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất khéo thuận chiều, tác ý lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh, tích duyên vô minh, có các hành, duyên hành, có thức, duyên thức, có danh sắc, duyên danh sắc, có sáu xứ, duyên sáu xứ, có xúc, duyên xúc, có thọ, duyên thọ, có ái, duyên ái, có thủ, duyên thủ, có hữu, duyên hữu, có sanh, duyên sanh, có già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Một, sự thật, khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn, việc tâm thành thiền định khi ấy với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ, vì quản trị hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Hai, La Mã, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela trên Banchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa khéo nghịch chiều, tác ý lý duyên khởi, do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Diệt, như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Hai, thực sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị là Bà La Môn, việc tâm hành thiền định khi ấy với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các kiến. Nam Mô Bố Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc trầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư cho con một tín hiệu, con kính dân mít thánh sư ạ. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tỷ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học hai chi phần kế tiếp, đó là hữu duyên cho sanh. Thì trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt.
Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Athiwa Đề Ni. Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagavato Sawakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính bạch chư tăng, hôm nay chúng ta học qua hai cái chi phần kế tiếp, đó là hữu duyên cho thủ, duyên cho sanh. Để có hữu đó thì phải có sự chấp thủ. Như vừa rồi thì bữa học hôm trước thì chúng ta đã học qua phần thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Do có sự chấp thủ cho nên có sự hiện hữu trong cuộc đời này. Bây giờ đó, thì ở đây đó, cái chi kế tiếp đó là gọi là Upananapacchaya Phakvo Sanphavanti. Có nghĩa là hữu luôn có mặt nhờ thủ làm duyên. Nhờ thủ làm duyên. Thì bây giờ chúng ta khi nói đến hữu, cái từ hữu trong cái từ Hán Việt thì có nghĩa là có mặt hay sự hiện hữu, sự hiện hữu. Thì thường thường ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh là các pháp hữu vi thật không bền vững, tức là pháp nó có cái sự tạo tác, nó có kiện để tạo tác, gọi là pháp hữu vi. Thì cái hữu ở đây đó, chữ hữu trong cái từ Hán Việt có nghĩa là có mặt, sự có, sự hiện hữu, sự có mặt. Thì khi nói đến hữu đó, tức là sự có mặt. Có mặt ở đây thì nó có hai cái khía cạnh mà chúng cần phải nói đến. Đó là Kamaphawat, có nghĩa là Kamaphawat có nghĩa là nghiệp hữu, nghiệp hữu. Cái thứ hai đó là Upatthiphawat, có nghĩa là sanh hữu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm, trước tiên là chúng ta sẽ nói đến cái nghiệp hữu. Nghiệp hữu, nghiệp hữu ở đây đó là sự có mặt. Nhưng mà cái gì để tạo cho chúng ta có mặt? Cái gì để tạo cho chúng ta có mặt? Từ cái sự chấp thủ đó cho nên khiến chúng ta phải đầu tư. Đầu tư ở đây có nghĩa là mình tạo tác nó ra, mình đầu tư nó, mình tích lũy cho nó để rồi nó sẽ có mặt. Giống như quý vị thấy rằng là để mà trở thành một bác sĩ đó thì mình phải qua 12 năm học phổ thông. Hết 12 năm phổ thông á, thì mình phải thi vô ngành y. Rồi á, là mình học 6 năm của đại học y. Đại học y mình ra rồi đi thực tập này kia rồi đó, thì mình mới là trở thành một bác sĩ, vân vân. Thì còn bao nhiêu năm tu nghiệp nữa để mà ngày hôm nay mà trở thành một bác sĩ đó, thì biết bao nhiêu cái sự đầu tư nó đã tạo tác, đầu tư ra. Chúng ta đã tạo tác về kiến thức, thí dụ như toán, lý, hóa, ngoại ngữ, tất cả các thứ, chúng ta có cái kiến thức đó. Rồi khi chúng ta đi vô cái trường học y đó, thì chúng ta phải học những cái từ chuyên môn, về cái từ chuyên môn của ngành của mình. Thì bao nhiêu năm đó đấy, thì cái người đó họ ra đó, học đại học y ra đó, thì họ sẽ trở thành bác sĩ.
Mà để mà ngày hôm nay họ trở thành bác sĩ á, thì biết bao nhiêu năm họ đã đầu tư cái kiến thức đó, đầu tư cái kiến thức đó. Thì ở đây chúng ta thấy là trước tiên nó là nghiệp hữu. Nghiệp hữu là có nghĩa là chúng ta tạo tác ra. Chúng ta thấy ở trong thế giới này đó, từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chúng ta đều có cái sự hiện hữu. Ngay cả dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tức là dục hữu là chỉ cho chúng sanh tái sanh ở trong cõi dục, 11 cõi dục. Sắc hữu là chỉ cho chúng sanh tái sanh ở trong 16 cõi sắc. Cả vô sắc hữu thì có nghĩa là chỉ cho chúng tái sanh trong 4 cõi vô sắc. Như vậy thì có cái sự hiện khởi, có mặt ở trong các cái cảnh giới đó đó, các cõi đó đó, thì phải nói là do chúng ta tạo tác, chúng ta đầu tư, hay nói cách khác là chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp. Thì trước tiên đó, là chúng ta sẽ nói đến cái nếu nói trong Di Diệu Pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là cái sở hữu tư của chúng ta, tức là cái chetana của chúng ta, tức là cái sự chủ tâm cố ý muốn làm, muốn thực hiện cái điều đó. Cho nên chúng ta làm cái gì mà có sự chủ tâm, sự cố ý đó, cái đó nó đầu tư ra nghiệp, nó tạo ra nghiệp. Mà trước tiên đó là ở đây đó, chúng ta nói sở hữu tư ở trong cái gọi là, để gọi là có sở hữu tư họp ở trong 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Chúng ta thấy không? 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Do cái động cơ tham đó, do cái sự đầu tư tham đó, cái tham đó khiến cho chúng ta phải có sự chủ tâm đầu tư cái tham đó. Do cái tham đó cho nên là chúng ta đầu tư cái sự hưởng thụ, sự thụ hưởng. Cho nên là ở đây đó là do cái tham đó, sở hữu tư phối hợp ở trong 8 tâm tham đó, hoặc là 2 tâm sân đó, hoặc là do 2 tâm si đó, cho nên là tạo ra cái quả mà chúng ta thấy sanh ở trong khổ cảnh. Thí dụ như có người vì lòng tham, vì cái tâm tham của mình, cho nên là họ mong muốn cái này, hoặc là họ ham muốn cái nọ, hoặc là thích thú cái nọ, cái kia, vân vân. Thì do vậy cho nên họ đầu tư, họ chủ tâm, họ làm cái điều đó mà. Cho nên là gây ra cái nghiệp bất thiện, thân khẩu ý gì đó, do thân, do khẩu, do ý gì đó, cho nên là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Cho nên họ sanh vào trong khổ cảnh. Mà quý vị biết rằng cái tâm tham nó khiến cho mình sanh địa ngục này. Cái tâm tham nó có thể sanh làm ngạ quỷ nè. Sanh làm ngạ quỷ. Tâm tham khiến cho mình sanh ở địa ngục. Mà tâm tham nó cũng có thể khiến cho mình sanh làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó phát xuất từ ở cái tâm tham. Bởi cái sự tham luyến này. Cho nên là khiến cho chúng sanh ái luyến ở trong cái gì mà mình gọi là sự thích thú đầu tư trong đó. Cho nên chúng sanh tái sanh trong cõi địa ngục ngạ quỷ. Hoặc là chính cái sở hữu tư đó là sự chủ tâm đó. Cho nên là cái lòng khiến cho cái lòng sân của mình nó sanh khởi. Khi mà mình sân lên đó, thì mình quát tháo, mình dối giá trá, hoặc là mình nói những lời độc ác, thiêu thùa, vân vân, sân lên, do là mình sân. Hoặc là khi mà mình sân lên thì mình mới sát hại sinh vật, sát hại sinh vật, sát hại chúng sinh, sát hại người cũng như vật vậy đó. Khi mà mình lòng sân của mình nó khởi lên, cho nên là mình đánh đấm, đánh đập, rồi mình chém giết, hoặc là mình làm tổn thương những cái chúng sinh khác, thì do cái quả đó, đó thì có thể là sanh địa ngục, nó sanh địa ngục, có thể là sanh làm Atula, sanh Atula phát sanh từ ở cái lòng, cái tâm sân của người, của người. Cho nên bản chất của Atula đó là sân hận mà,
bản chất của Atula là sân hận. Nó luôn luôn cái sự nóng nảy, khát máu. Atula thì chúng ta cũng phân là Atula thiên và Atula địa. Atula thiên và Atula địa. Atula thiên tức là những cái vị Atula ở cõi trời. Ở cõi trời, trong đó có cõi tứ thiên vương chẳng hạn, hoặc là cõi đau lợi cũng vậy. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh Trường Bộ có những cái câu chuyện, tức là có những lúc á, quân chúng của Atula đã kéo quân qua đánh cái thành của Đức Trời Đế Thích, rồi Đức Trời Đế Thích bại. Rồi một lúc nào đó thì chư thiên ở các cảnh giới đó, ở cõi trời đau lợi đó, đánh ngược lại với lại Atula. Atula thua đó, Atula thiên đó thua, là chạy ngược lại là cái thành trì của mình. Như vậy thì ở đây đã nghĩ cho các vị Atula mà Atula thiên. Còn Atula địa đó là những loại thần. Chúng ta có thể hiểu là thần ở cây, ở đình, ở miếu gì đó. Người ta gọi là thần Atula địa. Cái loài đó thì nó cũng là nóng giận khát máu, cũng như là dọa xoa. Từ Bali gọi là Yakha, dọa xoa, hay Atula là Asura chẳng hạn. Thì như vậy đó thì chúng sanh sanh ở trong khổ cảnh cũng bắt nguồn từ ở cái tâm sân của mình, hoặc là bắt nguồn từ tâm si. Thì dù tâm tham sanh khởi hay là tâm si sanh khởi, sanh khởi thì cũng có si sanh cùng, bởi si đó là gốc. Trong bốn cái si biến hành, chúng ta nhớ là trong nhóm bất thiện biến hành nó có bốn cái tâm si, mà đó là si nhóm cái bốn cái tâm sở biến hành, tâm sở si biến hành, đó là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Do bốn cái tâm sở si đó cho nên nó có mặt ở trong tất cả các tâm bất thiện. Tâm bất thiện nào sanh khởi lên, dù là tâm tham hay là tâm sân, cũng đều có cái si ở trong đó. Cho nên chính vì vậy 12 cái sở hữu tư mà nó có mặt ở trong tâm bất thiện thì làm cho chúng ta sanh ở trong khổ cảnh. Cái thứ hai nữa đó là sở hữu tư mà nó hợp ở trong những cái tâm thiện. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái tâm thiện ở đây đó là chỉ cho 17 cái tâm thiện hiệp thế. Ví dụ như là chúng ta tu tập đi. Chúng ta quen bố thí cúng dường, chúng ta quen trì, chúng ta quen cung kính tam bảo, chúng ta quen chánh niệm, quen thực hành, quen phục vụ. Thì chúng ta quen làm như vậy rồi thì cái đó là cái nhân thiện do cái sự đầu tư của chúng ta. Mà đầu tư ở đây là đầu tư trong nghiệp thiện. Cho nên là quý vị thấy sở hữu tư này mà nó hợp ở trong 8 tâm đại thiện, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Sở hữu tư mà nó hợp ở trong 8 tâm đại thiện thì làm rất là nhiều việc. Chúng ta bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, tức là tu thiền đó. Tu thiền mà chúng ta chưa đắc thiền ấy, cũng nhờ đó. Rồi đó là tu tiến, phục vụ, hồi hướng, phước, tùy hỷ, phước, thính pháp, thuyết pháp, cải chánh tri kiến. Thì những cái việc thiện đó rất là nhiều. Chúng ta thực hiện cái việc thiện đó rất là nhiều. Và nó cho quả rất là nhiều. Sanh rất là nhiều cõi từ ở 8 tâm đại thiện đó mà ra. Cho nên nó sở hữu tư này nó là đầu tư đó, nó là đầu tư sự chủ tâm đầu tư. Khi mà nói đến nghiệp hữu tức là sự đầu tư, nghiệp hữu đầu tư mà chúng ta có cái sự chủ tâm trong đó, cho nên ở đây là trên phương diện này là chúng ta đang nói là nghiệp thiện. Nhưng mà vì sao chúng ta
tạo nghiệp thiện mà chúng ta còn phải luân hồi là vì chúng ta còn dán dính dấp của cái tham ái, chấp thủ và vô minh đó, cho nên chúng ta còn luân hồi. Nhưng mà do chúng ta hành động thiện, chúng ta đầu tư thiện, cho nên là chúng ta tái sanh cảnh giới an vui. Quý vị thấy không? Người ta tu thiền, người ta bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tu thiền gì nữa. Nếu chưa chứng thiền thì cũng là cái quả thiện này đó, chúng ta sanh về cảnh giới an vui, mà nó cho rất là nhiều quả. Điển hình đó là cũng từ ở cái việc thiện này mà nó cho ra rất là nhiều quả. Chẳng hạn như là nếu mà quả ở đây đó, thì đó là những cái 17 cái tâm quả, tức là 8... xin lỗi, 17 cái ở đây xin lỗi gì đó là 17 cái tâm thiện hiệp thế. 17 tâm thiện hiệp thế đó là 8 tâm đại thiện và 9 quả, 9 thiện đáo đại. Như vậy thì cái người mà tu chứng thiền đó, cái người tu chứng thiền sắc hay là vô sắc đó, cũng nhờ tu thiện này, cũng nhờ tu thiền. Đấy, vì chúng ta đầu tư ra mà. Cho nên là cái người mà bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, kính pháp, thuyết pháp mà, thì những cái công đức đó đều là đưa đến tái sanh cảnh giới an vui hết, nếu chúng ta có cái sự tu tập tốt. Rồi nếu mà chúng ta chứng thiền thì nó sẽ là thiện bằng với cái tâm thiện. Nếu mà quý vị chứng sơ thiền thì bằng cái tâm thiện sơ thiền nó làm việc cho chúng ta chứng cái thiện sơ thiện đó, chứng thiện sơ thiện, rồi chúng ta tái sanh về cái cảnh giới gọi là cõi ba cõi sơ thiện, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì ở đây đó, 17 cái tâm thiện này, 17 phối hợp ở trong tâm đại thiện và chính thiện đáo đại. Chính thiện đáo đại đó là 5 thiện sắc giới và 4 thiện vô sắc. Ví dụ như thiện sơ thiện, thiện nhị thiện, thiện tam thiện, thiện tứ thiện, thiện ngũ thiện, thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu, thiện phi tưởng, thiện vô sở hữu, thiện phi tưởng, phi tưởng xứ, vân vân. Thì chính cái thiện đó gọi là chính thiện đáo đại. Bởi vì chính thiện này nó lấy cái thiền hỷ, lấy cái thiền lạc của một cái vị tu chứng thiền mà tu tập để rồi chứng đắc cái thiền. Và khi mà chứng đắc thiền đó thì vị nào chứng thiền, tầng thiền nào thì sanh về cõi thiền tương xứng đó, tương xứng đó. Thì ở đây chúng tôi xin nói là 17 cái tư thiện này tính là chúng ta đầu tư, chúng ta đầu tư 8 cái tâm đại thiện á, thì chúng ta do thí trì giới vậy, trừ cái việc tu thiền ra thôi. Chúng ta tu thiền mà chưa chứng thiền á, thì cũng bằng cái tâm thiền mà ra. Chúng ta tái sanh cảnh giới là, ví dụ như giờ phút cuối cùng mà mình có chánh niệm tỉnh giác á, mặc dù là mình chưa chứng thiền nhưng mà tâm của mình nó có cái sự an định, an tịnh, thì mình cũng sanh cảnh giới an lành, nhưng mà không được sanh về cõi thiền. Tại vì sao? Mình chưa chứng thiền. Cho nên mình cũng sanh cái cảnh giới an lành. Nhưng mà khi chúng ta chứng thiền á, thì phải là bằng với cái tâm thiện chính mười, tức là chỉ bằng chính cái thiện đáo đại đó, chỉ cho chính thiện đáo đại. Còn 8 tâm đại thiện kia thì cho cái cảnh giới an vui, đặc biệt là các cái cõi dục giới vui. Dục giới vui ở đây đó là chúng ta trừ ra những cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là hồi nãy Atula đó, là do tư bất thiện. Còn bây giờ là tư thiện. Tư thiện thì từ cõi người, tư thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá lạc. Như vậy thì chúng sanh mà hiện hữu trong giới này, cái trước tiên đó là do cái nghiệp hữu, là do sự đầu tư của chúng ta. Do sự đầu tư tạo tác của chúng ta mà ra thôi, chứ không có đâu ra. Các tôn giáo khác thì nói là mình được sinh ra ở cảnh giới này, cảnh giới kia, hay dạng là các tôn giáo khác thì nói rất là đơn giản. Đơn giản là sao? Mà chết thì có tội thì sanh quả ngục. Còn mà có phước thì được đấng tạo hóa nào đó
rước về thiên đàng. Chỉ đơn thiên đàng là đơn giản vậy thôi. Còn cái cõi trời của chúng ta đó thì nó tùy vào cái nghiệp của mỗi người, cái hạnh nghiệp của mỗi người khác nhau mà nó cũng cho quả khác nhau, chứ không phải là chỉ một cõi nào đó thôi. Cho nên cái chín mười cái sở hữu tư ở đây đó, khi mà nói đến nghiệp hữu thì nó gồm có hai, tức là tư trong bất thiện, tức là sở hữu tư hợp trong 12 tâm bất thiện thì cho quả tái sanh ở trong bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà tư ở trong 17 tâm thiện đó, 17 tâm thiện ở đây là 8 tâm đại thiện và 9 thiện đáo đại, thì chúng ta sẽ cho quả cõi dục giới vui và cõi sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta lưu ý vậy. Như vậy thì ở đây đó chính là do cái sở hữu tư chúng ta đầu tư tạo tác vào đó. Như vậy thì để mà chúng ta trở thành một cái gì đó, cái gì đó trong hiện tại này là do chúng ta đầu tư tạo tác ra thôi. Ví dụ như là mình là cái gì đó thì do cái sự tạo tác của mình, đầu tư của mình, mà mình bây giờ mình thành như vậy thì là do cái đầu tư đó mà ra. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái sanh hữu Upatti Phá Hoa, có nghĩa là sanh hữu. Mà sanh hữu ở đây đó là chỉ cho cái gì? Thường thường đó là cái sanh hữu đó, là người ta cứ nghĩ là mình là có mặt trong cuộc đời này, được người mẹ mình sanh ra, được mẹ sanh ra, đó là sanh hữu. Học nói trong cái thường thức là như vậy. Nhưng mà sanh hữu ở đây đó là chỉ cho những cái tâm quả hiện thế. Mà ở đây đó quý vị thấy rằng là có 32 tâm quả hiện thế. 32 tâm quả hiện thế. Đó là gì? Cái thứ nhất á, là chúng ta nói đến 15 cái tâm quả vô nhân. 15 cái tâm quả vô nhân. Thì trước tiên đó là 32 tâm quả hiện thế ở đây là tâm quả vô nhân của chúng ta. Cái tâm quả vô nhân là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, nó có cặp đôi như vậy đó. Thấy cảnh tốt, cảnh xấu, hay là nghe tiếng tốt, tiếng xấu, ngửi mùi thơm, mùi thối, hay là ăn cảnh nếm cái thức ăn đắng, ngọt, bùi gì đó, rồi xúc chạm im ấm hay là thô ráp, thì cái đó nó cũng đều là do cái quả. Mà quả ở đây là quả vô nhân. Vô nhân tức là bản thân của nó không có nhân thiện hay nhân bất thiện đi theo cùng, nhưng mà nó là cái hệ quả của cái điều mà chúng ta có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Cái thứ hai nữa nói đến 17 cái tâm quả, 17 cái tâm quả hữu nhân. Mà chúng tôi muốn nói ở đây, tâm quả hữu nhân tức là 8 tâm đại quả và 9 quả đáo đại đó. Cái tâm quả này đó nó khiến cho chúng ta tái sanh. Khiến cho chúng ta tái sanh. Ở đây là chỉ cho 32 tâm quả và 35 sở hữu hợp. Nhưng mà chúng ta thấy đó là những cái sở hữu phối hợp với nó và những cái sắc nghiệp phối hợp với nó để tạo ra. Thì cái sanh hữu đó thì quý vị biết rằng là theo trong cái nôm na thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình có mặt sanh, được mẹ sanh ra là sanh không. Mà sanh hữu ở đây là những cái tâm quả đưa cho chúng ta tái sanh, hay hoặc là những cái tâm quả vô nhân là do chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, điều đó nó có thể diễn ra ở trong đời sống của mình. Như vậy thì khi nói đến tâm quả thì lúc mà mình tục sinh á, tái sinh á, thì quý vị biết rằng cái thức tái sinh của mình, thức tái sinh mà ở trong cái tâm tái tục đó, quý vị biết rằng nó có ba giai đoạn hay nói là ba cái chức năng hay là ba giai đoạn trong một cuộc đời. Chúng ta tái sinh bằng tâm gì đầu tiên thì gọi là phá quan tí. Tức là cái tâm đó làm cái việc để tái tục, phá quan tí. Tức là cái tâm đó để cho chúng ta làm cái việc để cho chúng ta tái sanh. Rồi đó là cái tâm đó đó, nếu chúng ta sanh lại làm người đó, thì cái thức đó nó chiêu cảm lấy cái sắc nghiệp.
nghiệp chiêu cảm lấy sắc nghiệp, và cái tâm đó là cái tâm tái tục của chúng ta, chiêu do nghiệp chiêu cảm lấy sắc nghiệp, thì sắc nghiệp đó nó tạo nên cái thân chúng ta làm người nam người nữ, thân khỏe thân mạnh thân này thân kia đó, vân vân. Thì khi chúng ta hiện khởi ở trong bào thai, dù là ở có mũi ban đầu sơ khởi thôi, nếu chúng ta sanh làm thai sanh, trong đó có sanh lại làm người đó, thì ở đây đó thì quý vị biết là ở cái mũi ban đầu đó, thì cái thức đó làm cho cái quả, dẫn đến cái quả mà cho chúng ta tái sanh ở trong cái đời sống, tái sanh trong đời sống. Mà ở đây tới 32 cái tâm quả là trước tiên đó là chúng tôi nói đó là những cái tâm quả mà cho tái sanh. Thí dụ như là 8 cái tâm đại quả, 8 cái tâm đại quả. Thì cái tâm đại quả nó có 4 cái đại quả tương ưng trí và 4 đại quả không tương ưng trí, tức là bất tương ưng trí, và 4 cái đại quả thọ xả và 4 cái đại quả thọ hỷ. Này nó tùy thuộc. Cho nên là khi mà chúng ta tái sanh ở cõi người nói riêng và những cái cõi dục giới vui đó, thì cũng bằng cái tâm quả dục giới đó, 8 cái tâm quả dục giới đó. Còn 9 cái tâm quả đáo đại đó, ở đây nói đến 9 cái tâm quả đáo đại, tức là quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền, quả ngũ thiền, quả không vô biên, quả tức vô biên, quả vô sở hữu và quả phi tưởng xứ đó. Thì cái quả đó, cái tâm quả đó là tâm mà để cho chúng ta tục sinh. Mà tục sinh ở giai đoạn ban đầu thì gọi đó là phá quan tí. Giai đoạn ban đầu mà để có mặt ở trong cái cõi đó thì gọi là phá quan tí. Cái thứ hai nữa nó là giai đoạn mà duy trì kiếp sống. Giai đoạn duy trì kiếp sống. Thí dụ như chúng ta đang sống đây, chúng ta có suy tư, chúng ta có nhận thức cái điều này điều kia qua cái gì mà chúng ta nhận biết. Nhận biết bằng tâm, nhận biết bằng mắt, tai, mũi, lưỡi đó. Thì cái đó là cái tâm đó là gọi là tâm hữu Phật, hay là cái tâm hộ kiếp. Thì cái tâm này đó là chính cái tâm đệ mà gọi gì sao được gọi đó là cái tâm hộ kiếp, tức là nó để duy trì cho cái kiếp sống của chúng ta. Chúng ta nhận thức như thế này thế nọ, buồn vui như thế này, nhận thức cảnh này cảnh nọ trong cái cuộc sống đó, thì cái tâm đó nó làm gì, cũng là cái tâm mà chúng ta tục sinh ban đầu. Bởi giai đoạn đầu thì gọi là tục tái tục, giai đoạn giữa tức là đang chúng ta đang sống ở đây là gọi là hộ kiếp, và đến khi mà nó chấm dứt cái kiếp sống á, chúng ta chấm dứt cái kiếp sống thì cái chính cái tâm đó là việc chấm dứt cái kiếp sống của chúng ta thì gọi đó là tâm tử. Cho nên nó cũng chỉ là cũng cái tâm đó thôi, mà nó là 3 giai đoạn. Bắt đầu sanh thì gọi là tái tục, rồi bắt đầu chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì đó gọi là hộ kiếp. Đến khi mà chúng ta chấm dứt cuộc đời này cũng cái tâm đó làm việc thì đó gọi là làm việc tử, làm việc tử. Như vậy thì cái tâm quả đó, để do cái hạnh nghiệp chúng ta làm, hạnh nghiệp chúng ta làm, chúng ta làm tốt, làm xấu, làm thiện, làm ác gì đó, mà nó cho ra những cái tâm quả tương xứng. Mà chúng ta thấy tới 32 tâm quả đó, 32 tâm quả, 17 tâm quả hữu nhân, 15 cái tâm quả vô nhân, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, rồi nó có tiếp thâu, rồi nó có thẩm thấu, quan sát gì đó. Thì từ ở cái tâm đó mà chúng ta nhận thức đối với các cái cảnh, rồi chúng ta vui buồn ra sao đó, thì cái tâm của chúng ta bắt đầu nó diễn biến do cái động lực tâm của chúng ta. Bây giờ đó thì quý vị biết rằng từ ở cái sanh hữu, cái nghiệp hữu và sanh hữu đó, nghiệp hữu là do chúng ta đầu tư tạo tác ra, nhưng mà sanh hữu thì khiến cho chúng ta tái sanh. Thì như vậy thì ở đây là 4 chủng loại sanh. Quý vị thường nghe trong kinh là 4 noãn, loại sanh bằng trứng, rồi thai là loại sanh bằng con, thấp tức là loại sanh nơi ẩm thấp, quá tức là loài biến quá. Như vậy thì một số các cái loài phiên hay là các vị chư thiên ở các cái cảnh giới ấy, thì thường là quá sanh, là sanh bằng quá sanh.
Còn cõi nhân loại chúng ta thì có thể là sanh bằng thai sanh, rồi có một số thì sanh nơi ẩm thấp như chúng ta thấy là trùng, dế, mối, kiến gì đó, cá, cua gì đó, thì cái đó là chúng sanh đó sanh ở nơi cái ẩm thấp, nơi ẩm thấp. Rồi một số sanh bằng trứng là như chúng ta thấy chim, vịt, gà gì đó, có một số loại sanh bằng trứng. Thì bốn cái chủng loại đó, noãn, loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng con, loại sanh nơi ẩm thấp và loại biến quả. Cho nên là tùy, ở đây nói nó là nói vấn đề này nó rất là dài dòng, cho nên tùy vào những cái chủng loại nữa, cũng tùy vào cái chủng loại, loại sanh bằng trứng thì sắc pháp nào có trước, rồi như thế nào, nó tùy theo, hoặc cái nào có, hoặc cái nào không, thì ở đây chúng tôi không nói, nhưng mà chỉ nói là bốn cái chủng loại đó. Thế cho nên chúng ta thấy rằng là cái thế giới này đó, thì nó có trong cái vũ trụ này thì chúng ta thấy có đủ hết, có thai sanh, có thấp sanh, có quá sanh, có nõn sanh, có đủ hết. Nhưng mà cái quá sanh đó, thì phần lớn là các vị phi nhân, các người phi nhân là không phải người, nhưng mà có thể đó là chư thiên, có thể là Atula, có thể là ngạ quỷ, do những cái hạnh nghiệp, do cái nghiệp của người ta, cho nên là chúng sanh đó làm quá sanh để sanh cảnh giới, rồi hưởng phước hay là chịu quả bất thiện gì đó là do cái chúng sanh đó. Cho nên ở đây đã từ ở cái nghiệp hữu, tức là do người ta đầu tư cho nên khiến ra cái sanh hữu, sanh hữu mà chúng tôi nói ở đây là 32 tâm quả hiệp tế. Từ ở cái mà mắt thấy tai nghe chúng ta nhận được đó, mặc dù là tâm quả đó là tâm quả vô nhân, tức là nó không có nhân thiện hay nhân bất thiện, nhưng mà nó là do cái hành động của chúng ta sống trong đời sống, rồi chúng ta tạo ra thì có cái quả đó thôi. Trong lúc nó sanh khởi thì nó không có bản thân, nó không có nhân gì hết, nhưng mà nó là chúng ta, nó cũng là do cái mà chúng ta tạo. Nếu mà chúng ta tạo cái nghiệp không tốt, nghiệp bất thiện, thì thường là mắt chúng ta chứng kiến, tai chúng ta nghe cái âm thanh nó được không được hay, chúng ta chứng kiến cái cảnh nó không được đẹp, rồi chúng ta ngửi cái mùi nó không được thơm. Cho nên trong ngũ dục á, quý vị thấy ngũ dục là sắc tinh hương vị xúc á, mặc dù nói cách nào á, thì chúng ta ở cõi dục mà chúng ta đầy đủ cái đó là chúng ta có phước, nhưng mà chúng ta đắm nhiễm đó thì chúng ta bị dướng, vậy thôi. Trong ngũ dục chúng ta đắm nhiễm trong đó thì chúng ta bị dướng dấp, bị chấp thủ dướng dấp ở trong đó, vì ái sanh luyến ái, sự chấp thủ trong đó thì chúng ta không nên, không nên thôi. Chứ còn cái người mà sống trong cõi dục này mà chúng ta có đầy đủ sắc trên đơn vị xúc, đầy đủ sự hưởng thụ đó, thì người đó có phước. Như quý vị nghe là chư thiên, các vị chư thiên, họ có thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng, vân vân. Cái thiên đó chỉ cho cái phước của họ, họ có được những điều đó là do họ có phước. Nhưng mà tại vì đắm nhiễm nó trói buộc, cho nên cõi người của mình cũng bị đắm nhiễm trong dục nè. Rồi các cái chư thiên ở cõi dục giới á, người ta cũng đắm nhiễm trong dục nè, cho nên bị dục trói buộc, bị tham ái, ái dục nó trói buộc ở trong đó, đó là như vậy. Từ ở cái hữu đó đó, cho nên khiến cho người ta có sanh, khiến cho chúng sanh có sanh. Thì ở đây đó chúng tôi nói sanh, sanh ở đây đó thì quý vị thấy rằng là vì chờ chúng tôi một chút. Cái sanh ở đây đó thì ở đây quý vị thấy rằng khi mà nói đến sanh á, thì nó là một cái sự hiện hữu, sự có mặt trong cuộc đời này. Mà sanh đó thì quý vị thấy rằng từ ở cái tâm quả hiệp thế đó, tâm quả hiệp thế mà nãy nói đó, tức là liên quan đến những cái tâm quả, 15 cái tâm quả, hay hoặc là 17 cái tâm quả hữu nhân, 15 cái tâm quả vô nhân, hay là 17 cái tâm quả hữu nhân. Thì khi chúng ta sanh á, thì ở đây đó
nó có sự có mặt ở trong cuộc đời này. Thì thứ nhất á, là mình nói đến cái do cái tâm quả, do cái quả mà mình có tái sanh trong cuộc đời này, tức là chỉ cho cái tâm quả hiệp thế đó, chỉ tâm quả hiệp thế và những cái sở hữu hợp của nó, và đồng thời là những cái sắc nghiệp có mặt trong cuộc sống này. Cho nên cái mầm mống từ ở buổi ban đầu, nếu mà sanh làm chúng sanh con người á, là thai sanh á, thì ở mũi ban đầu á, thì cái sắc nghiệp tuy là nó nhỏ thôi, nó là nhỏ thôi, nhưng mà nó chiêu cảm lấy cái sắc nghiệp đó, rồi bắt đầu từ đó hình thành cái bào thai, hình thành cái bào thai của một hài nhi hay của một con vật gì đó. Thì nếu mà loài nào sanh bằng con thì đó gọi là thai sanh mà, tùy vào đó. Thì bây giờ đó, chúng ta khi nói đến sanh á, thì nó có những cái trường hợp như thế này. Cái thứ nhất á, là nói đến cái trường hợp mà sự hiện khởi của bốn cái thành phần danh quẩn, danh vị thuộc quẩn, tức là chỉ cho cái thọ, xúc thọ tưởng hành, xúc thọ tưởng hành, thức, xúc thọ tưởng hành, thọ tưởng hành thức. Chúng ta thấy bốn cái đó không? Bốn cái đó. Như vậy thì cái thức tái sanh của chúng ta ở buổi ban đầu thì cái đó thuộc về thành phần danh quẩn, cái sự hiện khởi của danh quẩn. Cho nên chúng ta có năm quẩn. Sắc quẩn là cái phần sắc thân của chúng ta đây. Còn cái bốn cái thành phần danh quẩn đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó. Thì bốn cái thành phần đó được gọi là bốn cái thành phần danh quẩn. Và khi mà thức danh quẩn ở đây đó là lúc mà chúng ta tục sinh đó, thì cái tâm của chúng ta là bốn cái thành phần danh quẩn đó. Bốn phần danh quẩn đó. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái sự hiện khởi của sắc nghiệp. Hiện khởi của sắc nghiệp. Chúng ta ai ở đây có tụng kinh mà vô thường khổ vô ngã hồi xưa, mà cái bản phiên âm của các ngài ngày trước thì chúng ta nhớ là tức là cái lông con cừu đó mà nó dính cái giọt dầu, 1/16 của giọt dầu mà lính dính ở trong cái lông con cừu á, thì cái sắc nghiệp mà cái sắc nghiệp mà ban đầu đó thì nó phải nó nhỏ thế ấy, nó nhỏ thế ấy, tức là đã là giọt dầu, dầu mà nó dính trong cái lông của con tù mà nó nhỏ 1/16 thôi, 1/16 nó nhỏ thế ấy đó. Đó là cái chủng tử đầu tiên của sắc tạo ra. Ví dụ như nhớ là phần nó dài dọc của nam giới, nó khởi thì khởi, nhưng mà lộ sắc mà lộ của nữ rối hơn, nó rắc rối hơn. Quý vị thấy rằng là nữ thì phải nó rắc rối hơn là nam giới. Chúng tôi nói lộ sắc, diễn trình của lộ sắc khi tục sinh như vậy. Đây đó, nhưng mà nói đến sắc nghiệp á, thì nó là cái sắc nghiệp đầu tiên chúng ta khởi có mặt trong cuộc đời này. Thì nếu mà nói bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Còn sắc quẩn của chúng ta là cái sắc nghiệp của chúng ta đó. Bắt đầu chúng ta có mặt ở trong cái bào thai, từ đó là có thức rồi. Thức chiêu cảm lấy nghiệp, rồi có sắc nghiệp trong đó có mặt. Rồi nói trong cái nghĩa nôm na đó, cái nghĩa thường thức á, thì sanh có nghĩa là nó có nhiều loại. Như chúng tôi đã nói đó, sanh loài sai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Rồi hoặc là nhất quẩn sanh, ngũ quẩn sanh hay là tứ quẩn sanh. Nhất quẩn sanh á, tức là chỉ cho cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng. Bởi vì quý vị biết không, ở cờ 16 cõi sắc trong đó có cõi vô tưởng. Cõi vô là gì? Chúng sanh mà tu thiền á, họ thấy có sắc nó rắc rối quá, có sắc bệnh hoạn ốm đau gì đó, chết chóc, họ sợ, cho nên là họ nguyện là tu thiền mà chứng thiền ngũ thiền nha, rồi họ chứng trở thành một vị phạm thiên vô sắc giới, nhưng mà họ nguyện là sanh về cõi vô sắc.
vô tưởng, vô tưởng. Vì có tâm á, suy nghĩ rất nhiều cho nên là họ nguyện là sanh về cõi 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 vô tưởng, tức là không có tâm. Do suy nghĩ rồi buồn vui, cho nên là có nhiều người họ, những cái nhà thơ đó, các vị thấy rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo đó. Ôn Như Hầu cũng nói vậy, tức là thấy người sao sanh kiếp người sao nó nhiều cái khốn khó quá, nhiều cái khổ quá, cho nên là nguyện làm cây thông, làm vật vô tri vô giác đi. Chúng tôi mượn cái câu này để chúng tôi nói là chúng sanh sanh về cõi vô vô tưởng là như vậy đó, để không có tâm á, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải suy nghĩ phải trái hơn thua này kia, buồn tủi đủ thứ chuyện cuộc đời á. Cho nên là người ta nguyện là sanh về cõi vô sắc, mà để mà sanh về cõi vô sắc thì vị đó phải chứng thiền ngũ thiền, mà do cái nguyện của họ cho nên họ sanh về cõi đó. Mà cõi đó thì quý vị biết rằng sanh ra thì giống như cái tượng vậy đó, do cái sự sự thật ra là họ tục sinh không phải, mà họ do sắc nghiệp và tám sắc bất ly đó, sắc nghiệp của họ để tái sanh có mặt ở cõi đó thôi. Sắc mạng quyền nuôi sống họ, rồi họ có mặt ở trong cõi đó rồi như cái tượng, rồi đến khi mà hết tuổi thọ là thôi, tại vì họ có, không có tâm. Đó là nhất quẩn, nhất quẩn sanh. Tứ quẩn sanh á, tứ quẩn sanh á là chỉ cho bốn cõi vô sắc, là vì họ không có sắc, không có sắc, mà họ có bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Như vậy thì tứ quẩn sanh là chỉ cho cõi vô sắc, còn phần lớn á, là ngũ quẩn sanh. Ngũ quẩn sanh tức là chỉ cho, chúng ta trừ lại nè, cõi vô tưởng và bốn cõi vô sắc là 31 cõi trừ 5 thì còn 20, 20 mấy, 26 cõi phải không? 26, 27 cõi hữu, hữu tâm, ngũ quẩn, ngũ quẩn, còn ngũ quẩn. Như vậy thì 31 trừ 5, 31 thì trừ 5 thì còn 20, 26, 26. Nhưng mà sự thật ra đó, thì quý vị thấy rằng là nếu mà mình nói rằng bốn cõi khổ thì mình nói nghe nó chung chung, sự thật ra thì nó không đủ bốn, nó không phải có bốn cõi khổ. Thí dụ như địa ngục thì đó là một cái cảnh giới rồi, cái cảnh giới mà khi nào có cái người chúng sanh mà chịu cái nghiệp khổ thì sanh trong cõi đó. Nhưng mà Atula thì chúng ta thấy có Atula thiên, Atula địa đó, rồi súc sanh thì chúng ta thấy ở trong cái nhân loại của mình rồi, cõi nhân loại mình cũng có súc sanh rồi, có loài bàn sanh rồi, Achana, tức là loài đầu đuôi ngang nhau, trâu bò heo dê chó gà heo vịt gì đó, nó có đủ hết. Thì như vậy thì mình nói 31 cõi để phân ra thôi, chứ sự thật bốn cõi khổ nó chỉ là cõi, chỉ cho cõi khổ cũng đủ rồi. Cõi khổ là chỉ cho bốn cái cảnh giới đó đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Như vậy thì ở đây khi nó ngũ quẩn, ngũ quẩn sanh, tức là những chúng sanh mà có đầy đủ ngũ quẩn, mà phần lớn các cái cảnh giới á, trong 31 cõi này á, thì có tới 26 cõi hả? 26 cõi ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn rồi. Quý vị thấy không? 26 cõi. Bởi vì trừ ra bốn cõi vô sắc là tứ quẩn rồi, một cõi vô tưởng là nhất quẩn rồi, cho nên là còn lại 26 cõi ngũ ngũ quẩn. Như vậy thì cái sanh ở đây đó là chỉ cho thứ nhất là bốn cái chủng loại, tức là noãn, thai, thấp, quá. Thấp quá thì rồi cái thứ hai nữa là muốn nói đến là nhất quẩn sanh, ngũ quẩn sanh và tứ quẩn sanh, cho nên là chúng sanh có hiện khởi ở trong các cái cảnh giới có mặt như vậy. Từ cái sanh đó đó, mà bây giờ chúng ta nói đến cái cõi người của chúng ta, từ cái sanh đó mà biết bao nhiêu cái hệ lụy ở trong cái đời sống. Chúng ta có khổ, có sanh ra cuộc đời này thì có khổ mà. Có sanh ra cuộc đời này thì chúng ta có khổ. Và khi mà có sanh ra cuộc đời này thì có biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cái cuộc sống, cái đời sống của chúng ta. Do cái gì? Do bắt đầu từ ở cái vô minh, rồi do hành, rồi do thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, hữu rồi duyên cho sanh này.
mà chúng ta có những cái hệ lụy mà như Đức Phật Ngài đã dạy đó, là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, tương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại đó là chấp thủ năm uẩn là khổ. Chấp thủ năm uẩn là khổ. Cho nên ở đây đó, khi nói đến sanh thì mình nói trong cái nghĩa nôm na là người mẹ sanh mình ra, một hài nhi được sanh sanh ra thôi. Nhưng mà nói đó là trong cái nghĩa thường thức. Nhưng mà sanh nói ở trong Phật giáo, trong giáo lý Duyên Khởi thì nó có nhiều. Ở đây là chỉ cho cái thứ nhất là chỉ cho cái tâm quả mà đưa cho chúng ta tái sanh. Trong đó có sự hiện khởi của tứ danh uẩn. Trước tiên đó là tứ danh uẩn. Thứ hai là sắc nghiệp, tức là cái sắc thân của chúng ta. Từ ở cái mầm mống ban đầu thôi. Rồi cái điều nữa đó là muốn nói, tức là ngũ uẩn sanh, tứ uẩn sanh hay là nhất uẩn sanh, từ ở cái hiện khởi ở trong đời sống, bắt nguồn từ ở cái đời sống luân hồi của chúng ta, mà khởi đầu đó là vô minh. Thì chúng tôi trình bày đến đây với cái thời gian, mặc dù cũng còn khoảng 8-9 phút nữa là hết thời gian, nhưng mà chúng tôi trình bày bấy nhiêu. Còn cái buổi học sau, chúng tôi hy vọng rằng buổi học sau đó thì chúng tôi sẽ trình bày hết từ ở cái lão tử sầu bi khổ u não. Tuy là nói nó nhiều nhưng mà nó chỉ tóm gọn ở trong cái đời sống này thôi. Từ ở cái diễn tiến ở trong đời sống thì cái bài học sau, cái buổi học sau đó thì chúng ta sẽ học từ cái lão tử sầu bi khổ u não, nó sẽ diễn ra như vậy thì sẽ hết ở trong cái giáo lý Duyên Khởi này. Nhưng mà chúng tôi xin thưa đó là giáo lý Duyên Khởi thì Đức Phật Ngài dạy như vậy đó thì có thuyết ngược và thuyết xuôi, giảng dạy ngược và xuôi. Ngược xuôi có nghĩa là chúng sanh thuận dòng theo cái mà bắt đầu từ ở vô minh cho đến sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Rồi là ngược là sầu bi khổ u não được chấm dứt thì sự sanh nó được chấm dứt. Mà sự sanh được chấm dứt thì sự hiện hữu nó được chấm dứt. Sự hiện hữu được chấm dứt thì sự chấp thủ nó được chấm dứt, vân vân. Và cuối cùng thì chấm dứt vô minh. Đó là ngược, đó là ngược. Thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ. Mong rằng với những gì mà chúng tôi chia sẻ thì quý vị sẽ hiểu thêm phần giáo lý Duyên Khởi này ở trong cái đời sống của mỗi chúng sanh. Mà giáo lý Duyên Khởi là một cái giáo lý rất là đặc biệt ở trong Phật giáo. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Cuối cùng là xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và tôi sắp bà mang ra lăng ra khăn tôi sắp bà đê và ta sắp bà bụt đà nữ phá quê na sá đà sở thị phong anh trư tê. Và qua tôi sắp bà mang ra lăng ra khăn tôi sắp bà đê và ta sắp bà hàm mà nữ phá quê na sá đà sở thị phong anh trư tê. Và qua tôi sắp bà mang ra lăng ra khăn tôi sắp bà đê và ta sắp bà sẵn khá nữ phá quê na sá đà sở thị phong anh trư tê. Tất cả phương pháp có nên người cầu xin chư thiên hữu trì nên người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, ca sự thành lại thần đường đến người cầu xin cho hóa có tâm tinh thành tâm bảo, cho đường thành tựu mỹ mãn, cho đường thành tựu mỹ mãn, cho đường thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta sẵn ti vi ha ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu vu chi ta xót thiền ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sappana bhuta sukhita pavantu te cha namu cha ye pi cha anda sampava samse da cha ta athavo papatika niyani kang thamma sang patit cha te sappe pi dukkha sakarantu sankhayam tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm mát tha ra cha bút ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc vô quá a tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vô thiêm pha phu này gia ma thầm ma ri gia pa huê đi tê. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào, tạm biệt. Cảm dân xin xuống mít.